Thưa quý vị, thực hiện chương trình ủy thác đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ đến với hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây đã tích cực triển khai chương trình ủy thác vay vốn và tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội quận và Quỹ Phụ nữ phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố để có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần hỗ trợ cho phụ nữ chủ động vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu chính đáng. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh Trinh, tổ 27 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ là một trong rất nhiều hộ gia đình hiện đã có thu nhập ổn định hơn với công việc trồng hoa nhờ nhận được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây. Với diện tích gần 100m², 2.700 chậu hoa vạn thọ đang được chị Trinh chăm sóc cẩn thận để hoa nở đúng đẹp kịp thời cung ứng cho thị trường hoa xuân trong dịp Tết Nhâm Dần sắp đến. Từ khi có vốn làm ăn, vợ chồng chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển thêm diện tích trồng hoa, nhập thêm các giống hoa khác để trồng đan xen. Nhờ đó cuộc sống gia đình được cải thiện hơn trước. Cũng nhờ sự giúp đỡ của phường, bên phụ nữ là cũng hỗ trợ cho những người lùm hoa là cũng có cuộc sống nó đầy đủ hơn. Bên cạnh việc giúp đỡ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn hỗ trợ cho hội viên có điều kiện khởi nghiệp, kinh doanh thông qua vay vốn tín dụng chính sách. Với thời hạn vay 50 triệu đồng một hộ trong vòng 5 năm với lãi suất 7,92% một năm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ Phụ nữ Phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với lãi suất thấp 6,86% một năm, cơ sở sản xuất của ông Phạm Kim Đồng, tổ 28 phường Hòa Thọ Tây không những đã đi vào hoạt động ổn định mà còn tạo thêm việc làm, giúp đỡ cho nhiều lao động khác. Sau nhiều lần được tham gia các lớp tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kết nối tổ chức, vợ chồng ông đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật nuôi trồng để xây dựng mô hình trồng nhiều loại nấm khác nhau như nấm bào ngư tím, nấm rơm, nấm linh chi với mong muốn cây giống của mình sẽ được người tiêu dùng công nhận biết đến. Nấm là cũng đầu tư cũng nhiều thứ lắm, cơ sở vật chất rồi nhà cửa giống mới rồi không vâng. Cho nên hội phụ nữ cũng có hỗ trợ cho vay vốn. Làm nấm thì cũng mong muốn là các cái kênh phân phối cái đầu ra phụ nữ cũng nên quảng bá thêm. Thì trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng sẽ tiếp tục điều tra khảo sát nhu cầu để đề xuất lên hội cấp trên. Cùng với đó thì sẽ cùng phối hợp với lại hội nông dân cũng có nguyện vọng kết hợp với lại trung tâm công nghệ sinh học để hỗ trợ không những về vốn mà hỗ trợ về kỹ năng sản xuất cũng như là các cây giống, con giống để cho bà con nông dân tiếp cận hơn nhiều giống mới, không chỉ riêng trồng cúc mà có thể trồng nhiều loại hoa khác. Có thể thấy rằng, mô hình cho vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội quận trong thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên, hội phụ nữ tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.